Đông quân lắm, đứng im nhá. Đốt đấy. Xin chào tất cả anh em nhá. Đây là công cuộc đi đốt ong. Gồm một cái cây dài như này. Ở đầu buộc một tàu lá cọ khô để đốt, cầm đầu kia để dí vào. Đấy. Thằng này mày ra đây tao quay mặt mày tí nào. Đấy. Thằng này là cao thủ bị ong đốt. Mày tí nữa mày kiểu gì vậy, bị mày đừng có đi theo. Rồi. Ướt át lắm, thôi được, để đi đâu. Em không đi. Em ở nhà đi đâu. Từ từ. Ơ đốt bên kia trước à? Hai tổ nhá. Nào đi. Trời hôm nay hơi mưa cho nên là phải kiếm cái ô để che cái máy ảnh lại. Chúng ta bắt đầu đi. Ở tận bên kia. Trời ơi, đeo nhầm vào cái dép. Thế này. Khó đi quá. Trời đang mưa nhá. Đã sắp đến tổ ong rồi đây. Thấy lại thăm không? Đốt xong ong á. Trời mùa hè cái mưa cái mà cỏ khắp nơi nó lên nhỉ. Xanh lét. Đâu cây nào đây? Nhìn thấy chưa? Đâu từ từ xem tổ đâu đã. Châm vội thế. À đây 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 đây. Cũng bé này nhỉ. Đấy chân chó thì phải đúng rồi. Không chân chó. Đứng bên này hơi bị khó nhìn, từ từ sang bên này. Đây. Đấy. Lửa cháy to to lên cho nó chết luôn chứ đừng có đuổi đi. Đây này, ong bậu đầy này, từ từ. Cứ để cho cháy to to tí nhá. Đấy. À, từ từ để đứng lui ra không à. Nó đốt cho ngon. Cho cháy to to lên nữa. Đấy, rồi, rồi, như thế là ngon rồi. Xong. Nở hết á? Nở hết sao ít quân đấy nhỉ? Ôi, nó bay về thế này. Nó cũng bay nhanh lắm chứ có phải là ấy đâu. Xong rồi. Dập dập lửa. Tổ đã rụng hướng kia. Đây này, quân nó bay đi đậu linh tinh như cả đây này. Đảo phải con này nó đốt cho đấy. Khơ khơ. Ôi cầm nó nhìn có vẻ nhẹ rồi. Chả không có gì luôn à. Thế ong vang chả biết nào nhở. À được rồi, đi về đã. Hiện tại là ở trong vườn rau có một tổ ong nữa. Đây là vườn rau đay. Đấy. Ở đằng này nha. Mình bước qua luống rau này kệ. Đấy. Đây.
đâu nhỉ? À đây, đấy. Tổ ong này á. Các bạn nhìn thấy chưa nhỉ? Hơi rung. Đây, zoom lại. Đây. Đây là tổ ong vang. Đó. Đó. Từ 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 từ. Nó ra đốt đấy. Đấy. Khói lửa quá. Ôi đồ quần nở hết rồi. Khéo nở hết rồi. Khéo nở hết rồi. Đông quần lắm, đứng im nhá. Đố đấy. Ong vang gần như là nó sẽ bay đi hết mà. Thấy khói lửa. Hết chưa? Đi vào nhúc thôi. Đấy vẫn còn con. Hết nhậu rồi. Hết nhậu rồi à? À rơi gì? Nhưng mà nó nở còn nhiều không hay nở hết rồi? Hết rồi. Còn để đi coi. Đâu, xem tí nào. Lơ đây nào. Đi vào nhà. Ờ, à, thì đi vào nhà. Có là nhặt mất nặng nhất đấy rồi. Nặng chắc thế rồi ạ. Chắc không? Chắc, cái gì? Nặng phết, ờ. Không vang là ngon nhất đấy, nhưng mà con về đó. Nhà bé không có gì cho sáng ăn cơm tao ra tao nuốt của ông vang vào đây là cho ăn cơm ngoài. Con ăn con này ngứa thì vậy. Nhà bé không ngứa. Bây giờ không ngứa, ngày bé ngứa. Mẹ nó tằm hôm bên nhà khai với. Tằm ngứa này. Ong ngứa này, ngạt ngứa này. Mất tại nào mà nó cứ ngứa nó làm đều quá. Dị ứng. Nhiều người bị. Chính là mà nuôi cặp củ ra này. Trời mưa thì nó không giòn, nó ỉu ỉu cái tổ lại. Ong vàng đốt vàng con mắt đấy. Hãy buồn buồn hay con bậu ở áo đây nhỉ. Bầu rời, bầu rời là đốt rơi con mắt. Gì đốt đau, muối đốt thì đau. Đấy. Vẽ hết cái cửa tổ ra xong gõ, nhưng mà những cái con nhộng kia là nó hơi bị chặt. Nó ra cái con ong nàng này rồi thì nó ấy này. Nó lỏng. Nó lỏng này. Đấy. Nhộng nhạy. Nhìn cũng như này, nhưng mà nếu mà nó là con giỏi thì lại ghê. Ừ. Nó là con ong thì lại ăn. 250.000 một cân. Chúng ta đi bắt ong mà ăn. Ong bán để ăn này à? Ừ. Dỡ ra rồi. Ừ, dỡ rồi. Thế con đắt đâu, nó lấy đâu ra mà được nhiều thế. Mỗi tổ này thì được lạng không? Hay là 250.000 cả tầng để biết được. Chắc biết được. Không. Nếu mà đốt được nhiều thì phải mà dỡ ra mà.
Ông giỏi nhờ, kiếm mồi về đủ để nuôi. Con ong nàng nó mềm lắm. Con nhộng nhạy cái còn túm đầu kéo lên được, cái con ong nàng túm đầu sợ nó đứt luôn. Đứt luôn. Đi tốt hai tổ được một tổ, may là tổ này còn có nhộng chứ. Mùa này làm gì mà nó đã ra hết nhỉ? Chưa. Tháng 10 chứ. 10 này ông có vẽ cũng ra nhỉ. Con này sắp đốt được rồi đấy. Không. Làm gì nó đốt được. Con già rồi. Con ong. Ừ. Con ong. Làm ăn không? Có. Ăn đi, ăn con thử nào. Ăn sống á? Ừ. Đun lên ăn. Ăn sống theo kiểu đun dừa tắm mắm ấy. Ôi, ngày bé thì bọn tao chả sống mà. Đây, đang quay đây. Đẹp nè. Vàng óng. Thôi, đây. Được rồi đi. Chia cho mảnh. Đấy, chia cho mảnh bé ra được. Để cho mảnh bé. Đặc phết chứ. Hầu như cái phần nào cũng có. Toàn là chắc đấy rồi. Chắc. Nặng chịt đấy. Bé nhưng mà chắc. Ong vàng này chỉ có một tầng thôi nhỉ? Ít khi hai tầng. Đốt ở đâu đấy chả? Trong vườn rau này này. Để cho anh để lấy mật à? Ong này có phải ong mật đâu. Thì ong này là ong gì? Ong vàng. Ong vàng thì để làm gì? Để đốt ăn. Thế thôi à? Thế thôi. Không có tác dụng gì mà. Không. Nếu không đốt là nó đi mất. Nếu mà không ăn nó thì không đốt nó thì nó đốt cho. Từng này con mà mùa đông mà nó chui vào quần áo các thứ kia thì kiểu gì cũng có con chú ở chỗ quần áo. Mắt chẳng nhìn rõ. Cứ gỡ dần dần nó sẽ hết. Đây này. Sao lại mấy con này thả đi? Đến rồi. Ui, kiến sướng này. Kiến ngửi thấy mùi đã vào đây. Này, này. Mới rơi mấy cái này ở đây mà đã kiến nó đã tập đây này. Nhanh thật, ngửi mùi nhanh thật. Công nhận. Kiến nó rất khoái ong. Ong này có mật đâu mà khoái. Nó ăn thịt luôn như khoái gì. Mèo cầm thử cái con bò kia xem nó đốt không. Cầm thử dí vào tay nè. Bò đi. Chỗ đấy hết rồi bò đi. Cầm cái tầng kia mới. Có ông già ở tay. Bỏ xuống, thả xuống. Đấy, rơi ở đây rồi. Chẳng có gì. Nó bò ghê thế thôi chứ con ong này chưa đủ đốt được. Đốt tạm được ở đấy. Thành quả đi tận lội mưa. Đây là thành quả của đi đốt ong. Đấy. Bây giờ mang đi rửa. Nhặt. Thịt xào với lại củ đậu, măng xào. Rồi, nhặt hết rồi. Được con đầu thìa mà khoe mãi. Đây, béo nha. Béo lắm. Ong sau khi đã nấu với cả béo lắm. Nước măng. Mua củ đậu về ném sau nhà. Cái gì đấy nào? Ừ.